Xin giới thiệu quý vị các bạn là Phạm Thao Vlog đang có mặt tại giáo xứ Đền Thánh Chúa Kitô Vua, giáo xứ Đại Đồng. Năm nay 2024, thánh lễ truyền dầu của giáo phận Bùi Chu sẽ được cử hành tại thánh đường giáo xứ Đền Thánh Đại Đồng vào ngày 28 tháng 3 2024. Các khâu chuẩn bị đã đang tiến hành, tất cả các nghi thức diễn ra để phục vụ trong thánh lễ truyền dầu thật tốt. Tất cả trang trí băng rôn khẩu hiệu rồi các quy chức cũng như các cụ, các ông, các bác, anh em đang thi công trên đền thánh. Khu khuôn viên đền thánh đang làm các băng rôn khẩu hiệu đưa lên. Dầu Thánh Chúa trao ban ơn thánh, thế nhân thế tin yêu đón ơn lành. Đã được trình bày trước cửa đền thánh. Giáo phận Bùi Chu, giáo xứ Đền Thánh Đại Đồng, chương trình thánh lễ truyền dầu thứ 5 tuần thánh ngày 28 tháng 3 2024, 7 giờ báo chuông 7 giờ 30 đón tiếp Đức Cha, quý tu sĩ và quý khách. 9 giờ rước đoàn lễ nghi và thánh lễ. Thứ tự đón đoàn lễ nghi. Rước đoàn lễ nghi từ trung tâm mục vụ ra đền thánh. 1. Cờ đầu. Hội đương cựu chức mặc áo đồng phục hội kỳ hiệu. 2. Bình hương. 3. Thánh giá nến cao. Hội đương cựu chức mặc áo đồng phục hội kiệu. 4. Quý thầy kiệu dầu thánh. 5. Hội kèn đồng đền thánh. 6. Hội đương cựu chức. 7. Quý gì, quý thầy, quý cha, đức cha. 8. Ban thừa tác viên. Thứ tự thánh lễ ban chiều và các giờ chầu từ thứ hai đến thứ sáu tuần năm mùa chay năm 2024. Ban sáng thánh lễ như thường lệ. Thứ hai ngày 18 tháng 3 2024, thời gian 17 giờ 45 đến 18 giờ 30, thánh lễ giáo họ đồng tâm phụng vụ. 18 giờ 30 đến 19 giờ, giáo họ đồng tâm chầu thánh thể. 19 giờ đến 19 giờ 30, hội đồng công cứu chuộc đền thánh chầu thánh thể. 19 giờ 30 cho đến 20 giờ, hội con Đức Mẹ Hằng cứu giúp đền thánh chầu thánh thể. 20 giờ đến 20 giờ 30, hội giới trẻ đền thánh chầu thánh thể. 20 giờ 30 đến 21 giờ, giáo khu thánh tâm chúa nhà xứ chầu thánh thể. Thứ ba ngày 19 tháng 3 2024, thời gian 17 giờ 45 đến 18 giờ 30, thánh lễ giáo họ Thánh Phanxicô phục vụ. 19 giờ đến 19 giờ 30 hội các bà mẹ công giáo đền thánh chầu thánh thể. 19 giờ 30 đến 20 giờ hội trống số 1 đền thánh chầu thánh thể. 20 giờ đến 20 giờ 30 hội trống số 2 đền thánh chầu thánh thể. 20 giờ 30 đến 21 giờ giáo khu mẹ vô nhiễm nhà xứ chầu thánh thể.
thứ tư ngày 20 tháng 3 2004 24 thời gian 17 giờ 45 đến 18 giờ 30 thánh lễ giáo họ mẹ vô nhiễm phục vụ, 18 giờ 30 đến 19 giờ giáo họ mẹ vô nhiễm chầu thánh thể, 19 giờ đến 19 giờ 30 hội kiệu đền thánh chầu thánh thể, 19 giờ 30 đến 20 giờ giáo khu thánh Gioan Kim nhà sứ chầu thánh thể, 20 giờ cho đến 20 giờ 30 huynh đoàn đa binh nhà sứ chầu thánh thể, 20 giờ 30 đến 21 giờ quý dì tu viện mến thánh giá chầu thánh thể. Thứ năm ngày 21 tháng 3 2024 thời gian 17 giờ 45 đến 18 giờ 30 thánh lễ giáo họ mẹ Thiên Chúa phục vụ, 18 giờ 30 đến 19 giờ giáo họ mẹ Thiên Chúa chầu thánh thể, 19 giờ đến 19 giờ 30 ca đoàn thiếu nhi và thiếu nhi thánh thể chầu thánh thể, 19 giờ 30 cho đến 20 giờ sứ đoàn phạt tạ thánh tâm Chúa chầu thánh thể, 20 giờ cho đến 20 giờ 30 ban truyền thông, ban khánh tiết, ban âm thanh ánh sáng đền thánh chầu thánh thể, 20 giờ 30 đến 21 giờ giáo khu thánh đa minh nhà sứ chầu thánh thể. Thứ sáu ngày 22 tháng 3 2024 thời gian 17 giờ 45 đến 18 giờ 30 thánh lễ giáo họ Chúa Kitô vua phục vụ, 18 giờ 30 cho đến 19 giờ giáo họ Chúa Kitô vua chầu thánh thể, 19 giờ cho đến 19 giờ 30 ban Caritas đền thánh chầu thánh thể, 19 giờ 30 cho đến 20 giờ hội tân cựu chức chầu thánh thể, 20 giờ cho đến 20 giờ 30 giáo khu thánh Phêrô nhà sứ chầu thánh thể, 20 giờ 30 cho đến 21 giờ giáo khu thánh Giuse nhà sứ chầu thánh thể.
Sáu ai kia chưa? Tiền. Về ra hay đâu đây? Đây là bên trong đền thánh các bạn. Trời. Rất là cung điện lung linh, rất là đẹp, sáng.
xin chào và hẹn gặp lại các chương trình video sau. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn.